Phần cuối chương trình ngày mới là thông tin dự báo thời tiết trong ngày tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin này sẽ giúp cho quý vị chủ động hơn trong các hoạt động của mình. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15 tháng 6. Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, hôm nay toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, tuy nền nhiệt không quá cao nhưng không khí vẫn khá oi bức, nhất là thời điểm từ 12 đến 15 giờ hàng ngày. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 34 độ. Sau 16 giờ, mức nhiệt giảm dần từ 26 đến 28 độ. Chiều tối và đêm nay, một số nơi vẫn có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo đợt nắng nóng này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 6 năm 2022, mực nước cao nhất 390 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút, thấp nhất 10 cm, xuất hiện lúc 21 giờ.